Nó quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Mới GSC. Thế Giới Mới GSC đại diện chính thức quy ra tại Việt Nam. Xin giới thiệu đến các bạn bộ tua vít cân chỉnh lực từ 1.2 cho đến 3 Newton, gồm 17 chi tiết. Đây là thông số kỹ thuật của sản phẩm. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Bộ này thì bên trong có một cái túi vải. Đây, gồm một cái cán và 16 cái đầu bít dài khác nhau nè các bạn. Tua vít cân chỉnh lực từ 1.2 cho đến 3 Newton các bạn nhé. Về thông tin của sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào website Thế Giới Mới GSC hoặc là đến trực tiếp showroom của Thế Giới Mới để được trải nghiệm sản phẩm các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.